Còn tại Bình Phước, một số nơi đã có mưa nhưng tình trạng thiếu nước sinh hoạt vẫn ảnh hưởng không nhỏ tới đời sống của nhiều hộ dân. Tiết kiệm nước là điều chắc chắn, nhưng còn ý nghĩa hơn là sự sẻ chia trong khó khăn, thể hiện tinh thần tương thân tương ái. Câu chuyện về việc chia sẻ nguồn nước của bà con tại huyện biên giới Lộc Ninh. Với giếng nước sạch của gia đình, ông Út đã tự đấu nối đường ống để chia sẻ nguồn nước cho 9 hộ đồng bào xung quanh nhà. Công việc này đã được ông thực hiện hơn 2 tháng nay. Trong cao điểm nắng hạn, hàng trăm giếng nước trên địa bàn bị trơ đáy, thì người dân rất vui khi được ông chia sẻ kịp thời. Gia đình tôi cũng hết nước rồi, bây giờ nhờ mấy bà con ở đây ai ai cũng hết nước hết rồi. Mua của người ta còn một khối là 7-8 chỗ không có tiền mua, bây giờ già cả rồi giống tôi đâu có làm gì được tiền bạc đâu mà mua. Bây giờ ông Út cho vậy là mình phấn khởi, là cảm ơn Út không hết nữa. Gia đình nói chung này cũng lớn tuổi, hết tuổi lao động nhưng mà khó khăn, nhưng mà trên cái tinh thần tương thân tương ái thì bà Út Rô này cũng có cái giếng rất là tốt nước nên chia sẻ cho gần cả chục hộ. Trên chiếc xe ba gác máy với bồn nước, những ngày qua, anh Vũ Văn Đoàn cũng đã tự nguyện chở nước đến nhà cho người dân trên địa bàn xã Lộc Thành. Nước được lấy từ giếng khoan tập trung, sau đó đem đến những hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, người già neo đơn, đồng bào dân tộc thiểu số. Trong gia đình tôi cũng thiếu nước mà nhờ của đảng ủy, của ban cũng khoan cho cái giếng, tôi cũng nhà cũng có xe. Thì phục vụ cho bà con ở các ấp trong khu vực xã. Đối với nước sinh hoạt thì Ủy ban xã đã phát huy hoạt động của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai của xã. Đồng thời là vận động các nhân dân để hỗ trợ cái nguồn nước sinh hoạt. Mặt khác thì đặc biệt là phát huy cái công năng của các cái giếng khoan tập trung của ba ấp để tạo điều kiện hỗ trợ nước sinh hoạt cho bà con nhân. Trong điều kiện hạn hán dẫn đến tình trạng thiếu nước sinh hoạt, thì những hoạt động tương trợ lẫn nhau của người dân đã góp phần nâng cao tinh thần đoàn kết, sự đồng lòng để vượt qua mọi khó khăn.